Xin chào các bạn nha. Hôm nay Lộc đi tới tiệm hớt tóc của một bạn để đi lại cắt tóc lại. Tóc dài quá, xấu quá. Thất nghiệp nhưng mà cũng phải đi cắt tóc lại cho nó gọn ghẽ, mình đi kiếm việc làm cũng cho dễ ha. Giờ mình đi tới tiệm tóc để mình kêu nó hớt tóc cho mình, làm đẹp cho mình rồi thử mình cho nó luôn, thử nó sao. Chuẩn bị mình vô tiệm hớt tóc nó nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cho kênh Lâm để tiếp tục ra những cái video nó có hay hay hơn chút xíu nha. Đây nè các bạn, tới tiệm đây là tiệm hớt tóc của nó nè các bạn. Vô mình cho nó thử một miếng nè. Đó. Vô tiệm nó thử nè. Rồi vụ bạn đi hớt tóc mà thằng bắt điện thoại, thằng ngủ, thằng coi phim là sao? Kỳ vậy? Đừng có hớt tóc không? Thôi trúng số anh ơi. Mình trúng số nhưng mình cũng phải hớt tóc chứ. Rồi. Anh em bạn bè lâu lâu rồi lại nè. Tạ đang ngồi trong. Đó hả? Thôi. Ừ. Không phải tạ đâu. Tiệm tóc thì đâu vô toàn ngủ không, thằng ngủ, thằng bắp điện thoại, thằng coi phim đó. Vậy nè, chơi hết tóc rồi Trang nè, dặn hớt xong phải làm cái đầu sao thì cho nó đẹp đàng hoàng nha. Bảo đảm không, uy tín 100% không? Sẵn rồi mình review cái tiệm cắt tóc nó luôn. Ai muốn làm đẹp thì cứ ghé đây. Rồi có ông anh ông mắc cỡ thôi ông anh. giờ giao phó lại cho bạn nha, bạn làm sao mà để cho nó đẹp cho tôi. Nói chung chứ tại ngày chủ tiệm đây cắt cũng mượt lắm, đẹp lắm. Rất nhiều khách hàng ưa chuộng lâu năm nhận như tôi vậy nè. Ai có ở gần Củ Chi ngay chỗ dùng mây cho lá này nè, giữ lại đồng thoại cho nhiều barber shop. Tên gì? Barber shop gì Trang? Gentleman. Quý ông, dành cho quý ông. Đối diện công ty xứ xéo mây cho lá nha. Các bạn cứ tới ủng hộ cho người bạn chiến hữu của tôi.
50 không? Ngàn nữa luôn, cho công ty. Ngàn nữa cho công ty luôn hả? Cho công ty. Chữ đó là công ty. Mấy bạn mướn mấy em út tụi kia đúng không? Chân dài vô xả tóc. Thì trời ơi, xả tóc vô thân rồi. Thằng ngồi chịu quánh đúng không? Không chịu tỉ gì hết. Gặp vô đây gặp toàn là trai độc thân không nữa, đụng mấy nhỏ nào chịu nổi. Nhích nhích lên từ từ. Trời này, đủ quá. Đủ từ từ chứ.
chơi cây thì bởi gì. Ok, quá đẹp, quá đẹp. Mà đẩy được bạn thì sao? Hết rồi, thấy đẹp không các bạn? Thấy có trẻ chung được lại phần nào không? Tóc sao mà ngủ gì vậy? Tóc mà ngủ gì vậy? Ừ, vô tóc thì sao mà ngủ? Hả? Tiệm tóc người ta bị ngủ trời. Cái gì? Sao sáng sao tiệm tóc để cho người ta ngủ kỳ vậy? Hết cho cách phải đẹp đẹp ha. À.